Xin chào anh em, ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu về cái máy lọc không khí Saab KCD50. Máy lọc không khí Saab KCD50 có cái tính năng lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, tạo ion plasma. Thì cái máy này anh em sẽ nhìn như sau. Đối với máy chúng tôi bán ra, chúng tôi sẽ Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật như thế này. Đó. Thì đây là phím tắt máy này. Còn đây phím bật máy này, tắt này. Ba phím này đều có thể bật được. Đấy. Ba phím này đều bật được. Đây là lọc khí bù ẩm này, lọc không khí nhanh này, chỉ lọc không khí này. Đấy, đấy là ba phím bật. Còn bên này sẽ tính đây, tôi bật máy lên này. Bên này có phím gọi là tắt đèn. Tắt đèn là vào buổi tối chúng ta sẽ tắt đèn đi. Đấy, tắt đèn. Tắt đèn đi cho dễ ngủ vào buổi tối. Ở đây có phím có số 3 này, chúng ta nhấn giữ 3 giây này. Chuyển sang chế độ hẹn giờ tắt máy. Đó, hẹn giờ tắt máy. Còn bên này là chế độ hiển thị đồng hồ. Như đây là nhiệt độ này, công suất tiêu thụ này, độ ẩm này. Đấy. Cũng có phím 3 giây thì chúng ta nhấn giữ vào đây 3 giây thì nó sẽ khóa tất cả các phím lại, người ta gọi là phím khóa trẻ em. Muốn tắt khóa trẻ em lại nhấn giữ 3 giây. Ở trên này thì đồng hồ hiển thị độ ẩm này, nhiệt độ, công suất tiêu thụ này. Đây là đèn báo nháy đỏ, là đèn báo hết nước. Đấy, đèn báo hết nước thì chúng ta sẽ cho nước vào cái bình bù ẩm phía bên này. Vặn cái nắp này ra cho nước vào đây. Lắp vào đây để nó bù ẩm. Đó. Đấy. Đèn báo hết nước này. Còn bên này như chúng tôi vừa giới thiệu được, ba phím này là ba phím bật với chế độ lọc khí bù ẩm, lọc không khí nhanh, chỉ lọc không khí. Còn bên này là chế độ lọc với các chế độ này, tự động này, mùa mưa này, phấn hoa này, yếu này, trung bình này, mạnh này. Đấy. Các bạn để chế độ tự động này thì nó vừa lọc khí vừa bù ẩm. Khi nào mà độ ẩm lên đến 50% nó sẽ dừng. Nếu mà chúng ta để chế độ tự động. Hiện nay 51% nó vẫn đang báo hết nước thôi chứ nó không bù ẩm. Còn khi chúng ta chọn chế độ yếu, trung bình, mạnh thì nó sẽ bù ẩm cho bằng hết nước thì thôi. Độ ẩm bao nhiêu không quan trọng mà nó sẽ bù ẩm cho bằng hết nước. Đó. Còn đây là cái phím cảnh báo. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn báo xanh ở đây này. Đấy. Tắt chế độ cảnh báo này. Chế độ cảnh báo có tiếng kêu píp píp. Đó là khi nào mà nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao nó sẽ kêu píp píp và nó nháy nháy cái đèn này. Chế độ cảnh báo không có tiếng là nó chỉ nháy đèn thôi, không có tiếng. Đấy. Nếu như bạn nào thấy có tiếng kêu píp píp thì các bạn có thể tắt đi. Đấy, còn đây có phím giữ, cũng có phím 3, số 3 này là khi nào cái đèn này báo sáng này, chúng ta phải vệ sinh màng lọc, sau đó sẽ nhấn giữ 3 giây ở đây. Nhấn giữ 3 giây ở đây thì nó sẽ reset cái đèn này đi. Đấy. Thì máy lọc không khí Saab KCD50 sẽ có tính năng lọc khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, tạo ion. Đấy. Máy có cảm biến bụi, cảm biến mùi, cảm biến nhiệt độ, cảm biến nước. Đấy, tích hợp rất nhiều cảm biến. Bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn các bạn.